Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục khởi nghiệp số tháng 3 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm là những yếu tố có ý nghĩa quyết định tới thành công của phong trào thanh niên khởi nghiệp. Để nuôi dưỡng tạo điều kiện cho giấc mơ lập thân lập nghiệp của người trẻ trở thành hiện thực, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã có sự quan tâm thích đáng, tháo gỡ những khó khăn hiện có. Đây là nội dung chính được chúng tôi đề cập tới trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Tuổi trẻ Lào Cai sáng tạo xây dựng quê hương, tháng thanh niên năm 2018 đặt ra rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cho tuổi trẻ địa phương. Trong đó, nội dung thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên được đặc biệt nhấn mạnh. Khởi nghiệp đang là vấn đề được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Trên thực tế, thời gian qua, Lào Cai đã có nhiều chính sách liên quan trực tiếp dành cho doanh nghiệp, thanh niên phát triển. Tháng 2 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh đoàn Lào Cai đã khởi động cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Startup Idea lần thứ nhất. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ thanh niên Lào Cai khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh cũng đã thành lập Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhất là các đoàn viên trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai các dự án khởi nghiệp, thẩm định, xét duyệt hỗ trợ các dự án, ý tưởng kinh doanh khả thi. Trong điều kiện thuận lợi đó, thanh niên Lào Cai sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục phát huy sức trẻ, khởi nghiệp thành công để xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, với những người trẻ, điều quan trọng nhất để dẫn tới thành công không phải là nền tảng ban đầu như thế nào, mà chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám lựa chọn một con đường đi riêng và quyết tâm thực hiện được mục tiêu mình đã đề ra. Trên thực tế, tại khắp các địa phương của Lào Cai đã có không ít bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công bằng những hướng đi mới mẻ, sáng tạo. Phóng sự sau đây sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những mô hình khởi nghiệp như thế. Trong số hàng trăm mô hình chăn nuôi, trồng trọt tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, trang trại tổng hợp của đoàn viên thanh niên Nguyễn Xuân Tùng tạo ấn tượng bởi nhiều điểm nổi bật. Sau khi được công nhận mô hình đạt quy mô trang trại, anh Tùng đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng mô hình chăn nuôi của gia đình mình. Đến nay, trại lợn này đã có tới 300 con lợn thịt và 50 con lợn nái. Do chủ động được con giống, liên kết được với các cơ sở cung cấp thức ăn chăn nuôi, các thương lái thu mua nên đã giảm thiểu được chi phí đầu tư, hạn chế những tác động xấu của thị trường tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhất là về con giống, mình phải chủ động được con giống, giống tốt và cố gắng là chăm sóc cho con lợn thật tốt để giảm thiểu tối đa cái chi phí. Rồi cũng liên hệ với một số những cái đơn vị để tìm cái đầu ra cho mình. Mình sẽ phải rất là kiên trì vì cái lĩnh vực nông nghiệp của mình nó rất là vất vả. Cái khởi đầu bao giờ cũng rất là vất vả nên là mình sẽ phải kiên trì. Có kiên trì thì mới thành công. Đặc biệt, mô hình xử lý toàn diện chất thải chăn nuôi đang được anh Tùng áp dụng tại trang trại của mình đã mang lại những hiệu quả hết sức tích cực. Chất thải chăn nuôi được xử lý triệt để bằng các bể biogas, cung cấp khí đốt và sưởi ấm cho các chuồng trại. Ngoài ra, nước thải sau biogas được sử dụng tới tiết kiệm cho vườn cây ăn quả gồm 2 hectare bưởi diễn, gần 3 hectare thanh long mới trồng, cung cấp lượng dinh dưỡng lớn, giảm lượng phân bón hóa học trên cây trồng. Chất thải của con lợn rất là nhiều. Mình cứ thải ra ao nhà mình hoặc là ra suối thì nó mùi hôi nó rất là khó chịu. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà mình mà tận dụng tốt được cái chất thải đấy, như các bạn thấy là cái chất thải đấy mình có thể đưa qua hầm biogas và lấy cái khí đốt, khí ga của cái biogas đấy sưởi ấm lại cho con lợn, xong rồi qua một cái bể lắng này và cái nước đấy mình lại bơm lên trên đồi để tưới lại cho cây, đấy, mình tận dụng tối đa cái chất thải của mình mà lại không bị ảnh hưởng ra môi trường. Tại thị trấn Phong Hải có tới 30% tổng số trang trại, gia trại hiện có là do các đoàn viên thanh niên làm chủ, và với sự chủ động sáng tạo cũng như sự mạnh dạn của tuổi trẻ, những mô hình kinh tế như của đoàn viên Nguyễn Xuân Tùng đã tạo nên sức sống mới cho bức tranh kinh tế của địa phương này. Đối với các hộ thanh niên trẻ tuổi thì cũng có những cái tiến bộ, có những cái người ta bởi vì là bây giờ người ta học tập ở trên nhiều lĩnh vực lắm, đặc biệt là trong cái hệ thống mà trên mạng thì người ta hay tham khảo nhiều. Vì vậy là cái quá trình vận dụng là người ta cũng có những cái gì đó gọi là đi đầu, đi học hỏi trên những cái vấn đề là những cái tiến bộ nhất. Vì vậy là trong những cái hộ này có những cái việc làm, có những cái mô hình nó cụ thể, nó thiết thực. Ngay đơn giản nhất là từ cái chuyện mà xây dựng trang trại, rồi những cái hệ thống mà chăn nuôi
nước uống rồi xả thải, nó cũng đã có những cái áp dụng theo cái tiến bộ khoa học mới, cho nên là cũng đã rất là hiệu quả. Cũng đầu tư khởi nghiệp từ nông nghiệp, nhưng thanh niên trẻ Trần Tuấn Nghĩa tại Sapa lại có một hướng đi khác biệt. Thời điểm này, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu thế phát triển của ngành nông nghiệp. Và phát triển loại hình du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ tạo ra sản phẩm du lịch trải nghiệm mang tính cộng đồng, hướng đến du lịch bền vững, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đây cũng chính là cái đích mà thanh niên Trần Tuấn Nghĩa hướng tới. Trên diện tích 7.000 m2, hiện tại gia đình anh Nghĩa đang trồng trên 10 loại dâu tây chất lượng cao, đầu tư trên 3 tỷ đồng để thuê đất, dựng nhà lưới, hệ thống trồng thủy canh, giàn quạt đối lưu, đèn LED chiếu sáng. Vườn dâu đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách đến tham quan trải nghiệm. Thực ra thì khi mà em nghĩ đến Sapa ấy, thì em chỉ thấy mọi người hay chỉ nhắc đến những cái điểm du lịch như là nổi tiếng thôi, như là Cát Cát, Hàm Rồng hoặc là Tả Van thôi. Còn khi mà đến đây thì mình có thấy một cái mô hình nó khác lạ. Và đây cũng là em đến đây Sapa đây lần thứ hai rồi. Thì đây cũng là lần đầu tiên em vào cái vườn dâu này. Em thấy cái mô hình này cũng khá là hay ạ. 2016-2017 thì mình trồng trên đất thì cũng nhận đủ kinh nghiệm, nhiều cái nó thất bại về bệnh tật các thứ, với lại về năng suất nó không có, nên mình quyết định đầu tư vay vốn, đầu tư hệ thống này để cho cái môi trường tốt nhất cho cây dâu tây và cho cái sản phẩm chất lượng tốt nhất. Có những ngày cao điểm, khu vườn của gia đình anh Trần Tuấn Nghĩa thu hút tới vài trăm lượt người đến tham quan và cung cấp hàng trăm kg quả cho du khách có nhu cầu. Những thành công bước đầu ấy là động lực để chàng thanh niên Trần Tuấn Nghĩa thêm vững tin về hướng đi có phần táo bạo của mình. Trong thời gian tới, anh Nghĩa sẽ tiếp tục đầu tư để sản xuất rau, trồng cà chua theo công nghệ cao, mở rộng quy mô hợp tác xã, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch. Thực ra là mình cũng hướng theo phát triển du lịch ấy, bởi vì cái mô hình này, mô hình đầu tiên Sapa. Với lại Sapa thì có rất nhiều địa danh về văn hóa nhưng mà lại không có về du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái. Nên mình nghĩ là vườn mình có thế mạnh trong cái thu hút nguồn khách du lịch đến với vườn và mua và ăn tại vườn. Khởi nghiệp, cái đích cuối cùng là làm giàu cho gia đình, bản thân, cống hiến xây dựng quê hương. Nhưng với nhiều bạn trẻ, khởi nghiệp đồng thời cũng là quá trình trải nghiệm, tự khẳng định bản thân bằng những lối đi riêng mới mẻ. Mỗi người có xuất phát điểm và chọn hướng đi khác nhau. Có người bắt đầu trên nền tảng kinh tế vững chắc của gia đình. Có người bắt đầu chỉ với 20-30 triệu vay ngân hàng, thậm chí là với hai bàn tay trắng để tiến tới thành công. Chính vì vậy, để hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương, nhất là tổ chức đoàn thanh niên đã có những hoạt động thiết thực để quan tâm, giúp đỡ, động viên thanh niên phát triển kinh tế. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ những cái hướng đi mới cho đoàn viên thanh niên. Và đặc biệt là những đoàn viên thanh niên nào có nhu cầu, có những hướng đi mới thì cần sự hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẵn sàng để có những cái biện pháp, có những giải pháp để hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên có những hướng đi mới trong cái việc khởi nghiệp. Cái thời gian vừa qua ấy, thì thanh niên cũng có xu hướng đi làm ăn xa thì hiện nay cũng đã giảm. Chủ yếu là cũng tập trung về địa bàn xã để phát triển sản xuất. Hiện nay xã cũng đang định hướng là phát triển sản xuất như trồng rừng, nhất là trồng nông nghiệp. Để lấy gỗ bóc và những cây mũi nhọn, hiện nay là cây chè, cây quế cũng là đặc thù của xã. Đảng ủy, ủy ban xã cũng định hướng cho đoàn thanh niên, cho hội phụ nữ cho vay vốn, như vốn của người nghèo, vốn ngân hàng chính sách, như vốn ngân hàng nông nghiệp thì cũng được đảm bảo để mua máy móc, mở xưởng trồng bóc, thu mua gỗ. Kiên nhẫn học hỏi và dám đương đầu với thử thách sẽ mang đến thành công. Mô hình trang trại tổng hợp hay du lịch sinh thái kể trên, cùng với nhiều mô hình khởi nghiệp khác của thanh niên Lào Cai đã và đang khẳng định điều đó. Với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên làm chủ đã góp phần khẳng định tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, làm giàu chính đáng cho bản thân, đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyên mục khởi nghiệp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.